Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương chuyển A0, tên mới là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia về Bộ Công Thương. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) từ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công Thương. Theo đó, các bộ bộ công thương kế hoạch và đầu tư tài chính theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất trình cấp thẩm quyền về các cơ chế hỗ trợ thu xếp vốn đầu tư cho nsmo bổ sung vốn điều lệ cho nsmo bảo lãnh hoặc hỗ trợ cơ chế vay vốn cho các dự án mà nsmo thực hiện cơ chế để nsmo tiếp cận được các nguồn vốn vay có lãi suất thấp thời gian ân hạn và trả nợ gốc dài hạn phù hợp với quy định của pháp luật trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời đề xuất báo cáo thủ tướng chính phủ bảo đảm nsmo hoạt động ổn định liên tục hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao các bộ ngành cơ quan địa phương có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền và pháp luật xử lý các vướng mắc kiến nghị của bộ công thương nsmo trong quá trình hoạt động